Bây giờ mình sẽ đi những cái quay những cái cây mà ở ở ở rìa của vòng tròn trung tâm. Tác phẩm này. Đây là tác phẩm Si. Si cổ. Bên cạnh tác phẩm Si này là một tác phẩm Hồng Xiêm. Khá đẹp. Được chưa? Tác phẩm Hải Châu. Úi giời ơi, nắng quá. Đấy các bạn nhìn đấy, khi tôi quay đấy, nó rất là nắng đúng không? Đây là tác phẩm Xanh. Đây là tác phẩm Sam Núi. Thôi, quay như này cho các bạn nhìn nó dễ này. Chưa? Đấy, cây Sam Núi. Đây là tác phẩm Tùng La Hán. Mấy bác này nắng quá cho nên bác phải đi lần sau cái sau bóng cây. lần sau cái giải cây này. Nhưng mà bởi vì là đằng sau thì lại nhìn không được vẻ đẹp của cây cho nên bắt buộc trời nắng thì Cái mình chỗ vẫn phải này đứng người đằng trước. ta mà Một cây mai chiếu thủy mấy rất đẹp. cái cây đấu giá hôm qua này, Đâu đâu nhỉ? Chú chưa biết đâu. Cây đấu giá Năm hình mươi như vâng, cây hình như trong hội trường hay gì ấy. Không biết là cây ra chưa. Có cây si đẹp không? Vâng. Rồi, tác phẩm Xanh Giáng Lão của anh Đạt Nam Định cũng đẹp. Khéo đấy. Rồi. Những chiếc vòi nước đã được bật lên vì trời rất nóng và nắng. Những tác phẩm xanh bonsai được bày bên cạnh vòng tròn trung tâm rất là đẹp. Bên ngoài đường lớn kia cũng rất là nhiều cây. Chắc chắn là cái chỗ đấy chắc phải đến chiều mình mới quay được. Rồi. À, ok, đây một tác phẩm ổi đây. Các bạn hãy ngắm nhìn nó đi. Cây ổi dáng huyền. Tuyệt vời. Tác phẩm Si. Mẫu tử. Đây là một cây dành dành. Rồi, tác phẩm Xanh Dáng Văn Nhân. Nay mình được mục sử thị Xanh Dáng Văn Nhân đây. Ok. Rồi, tác phẩm này là tác phẩm gì đây? Si Đông Anh. Ok, một tác phẩm Sam của Giáng Huyền. Khá đẹp. Cái Sam. Vâng, Sam Giáng Huyền. Sam Giáng Huyền, đẹp chưa? Vâng. Cái này có giá không? Triển lãm thì họ sẽ không ghi giá bởi vì cây thì nó không mang một giá cụ thể. Mà do người chơi cây, sở thích của mỗi người chơi cây. Cho nên họ nói cây vô giá là như vậy. Cây vô giá. Họ không phải như đôi giày, đôi dép có giá cụ thể.
Ai có những cái đam mê, mỗi người có một cái kiểu nhìn riêng thì họ sẽ có những cái mà ưng ý riêng. Thì họ có thể là gọi điện trực tiếp cho những chủ nhân của những cây này. Vâng. Sau khi mà gọi điện rồi thì có thể là thương lượng. Đó. Đây cũng là một cây, cây này là cây Hải Châu, cũng dáng huyền. Hai cây dáng huyền được đặt cạnh nhau, khá là ok. Rồi, đây là một cây ngâu. Trời ơi, một cây nhãn của anh Nguyễn Gia Thọ. Một cây nhãn khá đẹp. Không thể tin nổi nó lại là một cây cảnh đẹp như vậy. Anh đọc mã số cho người ta. Nào, quay trở lại xem hỏi giá ở cây sam này. Cây này một đôi á, một cây nữa đâu? Bán được ba cây. À, cả bộ, cả bộ. Đây là cây, một cây sam. Thế nhưng mà giá trị một cây này là bao nhiêu nhỉ? Anh phải bán cả ba cây rồi. Như vậy là chủ nhân bán thì phải bán cả ba cây. Vâng, đúng. Hơn 100 là đúng. Bởi vì cái co cây đó dáng nó rất là đẹp. À, dáng đó là dáng huyền. Huyền. Vâng. Nó rủ xuống nhưng mà nó có một chúm lên trên. Thì nó khác với cả cái dáng thác đổ. Thì họ gọi dáng đó là dáng huyền. Một tác phẩm si đây. Khá đẹp. Cố gắng trong buổi sáng hôm nay đi quay, chiều nay chụp ảnh, dành một tiếng để đi chụp ảnh. Rồi, tác phẩm này là gì đây? Nguyệt Quế. Tác phẩm Nguyệt Quế. Rất đẹp. Mỏi tay quá rồi, tôi lại phải đổi tay đã. Đại vào đi bám một tí ông kia lên nắng, nắng xuống ốm ấy, ốm ấy. Ông có ốm không? Tác phẩm xanh, xanh lam đa, dáng lam đa. Cây xanh dáng trực. Khá đẹp. Rồi, đây là tác phẩm Cẩm Thị các bạn ạ. Đây. Tác phẩm Cẩm Thị phải nói là quá tuyệt vời. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Tôi phải đi vòng quanh cái cây này vì thấy nó đẹp. Cây Cẩm Thị. Vâng, cây Cẩm Thị. Cây khá đẹp. Cây đẹp. Vì làm cái tay này vâng, đơn giản không? Vì nó đẹp quá cho nên là em phải đi vòng quanh nó. Mấy đường đưa phây hay là đưa em đưa lên trên channel YouTube của em. Để, vâng, các anh em không có điều kiện đi sẽ đi dự và đi tham quan được nên là vâng. Em nghe như tuyệt vời. Nóng quá. Rồi.
Hôm qua có mấy cây đấu giá họ để chỗ nào nhỉ anh nhỉ? Không về rồi. Ồ, phí quá. Vâng, chắc là em phải ở đây 2 ngày mới quay được hết cái khu triển lãm này. Vâng, hồi trước ở Văn Giang đã phải mất cũng 2 ngày rồi. Nhưng mà lần này ở Hải Phòng này xứng tầm. Bởi vì hầu hết là các cái đợt triển lãm lớn của Hải Phòng là không tổ chức thì thôi, mà đã tổ chức thì phải nói là đúng là hai từ đẳng cấp thật. Bởi vì là nhìn cái, thứ nhất là nhìn cái lượng cây, và thứ hai là nhìn cái khách mời ở trên các cái địa phương ấy thì rất là phong phú. Thậm chí là có ở Bình Dương họ cũng mang ra. Có Bình Dương đấy, có. Đấy, thế là biết được là cái sự mở rộng của Hải Phòng như thế nào. Thậm chí là bởi vì là không còn sức chứa nữa cho nên là không dám ấy, không dám cho anh em mang cây tới. Cái gì nhỉ, cái clip của anh là gì? Channel của em á, channel của em là Mạnh Bonsai. Vâng, anh cứ lên trên YouTube hoặc Google anh gõ Mạnh Bonsai là ra. Quay nhiều khi các anh em không có điều kiện đi dự được nên là quay lại cho các anh em thấy. Vâng. Rồi, đây, cái xanh của bác Cường Cận đây. À, hôm nay mình nhìn thấy tác phẩm của bác Cường Cận. Em đã biết được tác phẩm của bác rồi nhá. Bác đặt ở đây nhá. Mục sở thị nhá. Hai chữ Cường Cận to tướng nhá. Xứng tầm đấy. Đặt cạnh ngay vòng tròn lớn là ác đấy. Không phải dạng vừa đâu. Đẹp. Anh Tuấn Anh thấy thế nào tác phẩm của anh Cường này? Rồi, sắp hết cái dãy ở bên cạnh và vòng tròn lớn rồi, còn rất nhiều. Tôi phải cố quay nốt rồi tôi mới đi ăn cơm được. Các bạn nhìn này, còn một khu này nữa. Đấy. Rất nhiều cây đẹp. Cao lên các bạn thấy này. Thấy chưa? Đấy. Rất nhiều cây đẹp. Dãy bên kia tôi còn chưa đi đến nơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, một tác phẩm xanh rất là đẹp. Xem dáng này là dáng gì đây ta? Không ghi dáng, chỉ ghi lên tên tác phẩm xanh. Và của anh Trần Văn Tuấn, Nam Định. Nắng quá rồi, tôi phải mượn cái bóng mát của cái cây cau này một chút. Đẹp. Tuyệt vời. Rồi. Câu lạc bộ bonsai Xuân Trường Nam Định, tác phẩm xanh của anh Đỗ Minh Chiến. Khá đẹp. Ok, đây là tác phẩm xanh. Rồi, như vậy là sắp hết, gần hết cái dãy cạnh vòng xuyến lớn rồi. Một đôi xanh của anh Nguyễn Văn gì đây kìa? Toan. Một tác phẩm phượng. Tác phẩm phượng vĩ.
Vâng, đây cây cuối cùng của dãy bên cạnh vòng tròn lớn là cây xanh, dáng thế là voi phục. Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Đúng chưa?